đừng cho con xin tờ giấy mình. Cụ già phát rất là Tâm chạy theo dễ hơn là thì mình chạy ra. Tâm phải chạy. Còn lại chị Tâm theo. Lại hai con. Không sao cả. Thắng thua quan trọng vui là chính. Bạn có biết mấy con dao không anh? Mình hả? Ban tổ chức hôm nay đã thấy tài chính và tuyển sân bóng Việt Nam giữa đội bóng Quyền Lâu Trà Lan và đội Kim Long Lao của xe đã lên vị trí để đội chủ trận thi đấu bóng Quyền Lâu Trà Lan ngày hôm nay. Vẫn chết ở cái ao ấy. Trên bó vào, xem bó vào. Mai mà bóng vào tay chị nhá, thế là mình phải thu vào giữa. Mai mới thấy bó vào. Bó vào. Đấy, nó bó ở giữa. Ăn ở sao đó. Hay. Giỏi à. Ôi, giỏi rồi. Là khóc vì giỏi lên. Ôi, mình tình. Thế bỏ
Hey!
ngoài á. Ở đây có Vũ đã. Thank you.
là lấy vợ chứ. Mai lần này đánh rất lên tay nhá nhở. Nhìn cái gì đâu phải yên tâm. Ôi giời ơi, lại 16 hành như thế này. Cố lên, cố lên. Cầu xe cố lên. Ôi giời ơi, giỏi quá. Không có cơ hội để cứu. Có chuyện rồi, có nói cái gì không? Vào viên. Ôi, ôi. Đấy, đẹp quá. Trời ơi.
Chị ơi em đi về nhá. Vâng ạ. Đây đây. Cao bụng thế cũng khảo kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hầu như tám tháng năm nhé, ở nhà mình cứ bắt đầu bệnh là bệnh nó quen. Wow, 11-8 có lên nào, ăn nhân thật bóng. Ô, ba thằng mà nó không ai vào kìa. Có lên nào, 12-8. Đẹp quá. Quá kìa. Đó là nó bóng bay của người sáu người bảy. Ừ. Em thấy bạn đập có cái quá có kinh không? Nếu mà chơi tốt mình đập không ăn được, không ăn được. Đẹp rồi. 9-14. Malaysia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không, đồng này tốt. Giờ mới là xét căng thẳng này. Giờ mới là xét hay này. Gọi là một công ty làm gì đâu mà. Làm mầm non. À thế ạ. Gọi ra, gọi ra. Phải rồi. Kết thúc xét thi đấu, An Nhân đã chiến thắng Cầu Xe với tỷ điểm số 21-14.